Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Tiếp với cái hành trình đi review bất động sản thì em Thí hôm nay tiếp tục đi review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái lô đất ở khu đô thị khá là quen thuộc, đó là khu đô thị An Bình Tân ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cái lô đất hôm nay em giới thiệu đến quý cô chú anh chị là ở đường 28, giá rất là tốt, giá chỉ 37 triệu thôi. Hiện tại là em đang đứng ở chỗ đài truyền hình KTV của tỉnh Khánh Hòa. Một cái khu vực rất là đẹp. Trục đường này là đường số A1. Con đường cũng là con đường huyết mạch ở khu đô thị An Bình Tân đây. Nó kết nối từ phía bên kia đi vô bên này. Phía bên trước mặt đây là trong tương lai là sẽ là tổ hợp chung cư, công viên vân vân. Để tiếp sức cho em ra nhiều video hơn thì quý cô chú anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và like, ủng hộ kênh của em nhé, để tạo động lực cho em ra nhiều video hữu ích và thú vị hơn nữa. Bây giờ thì em mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em đi xuống cái lô đất ạ. Dạ vâng, phía trước đây là tổng quan cái lô đất như từ đầu em đã giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Đây là tổng quan cái lô đất. Cái lô đất này với tổng diện tích là 100 m², ngang 5 m từ bên này đi qua, dài là 20 m, hướng là hướng đông bắc nha quý cô chú anh chị, hợp cho quý cô chú anh chị hợp hướng tây tứ trạch, hướng đi xuống phía dưới này. Giá thì chỉ 37 triệu thôi, giá còn thương lượng cho quý cô chú anh chị thiện chí. Hiện tại lô đất này là có sổ, nhưng mà sổ bên chủ đầu tư nha quý cô chú anh chị. Mua thì trong tương lai là sẽ ra sổ của mình thôi ạ. Xung quanh đây, ở đây khu đô thị An Bình Tân thì em đã có rất là nhiều video review về đất và nhà ở khu đô thị này rồi. Nếu mà quý cô chú anh chị mà đã từng đăng ký và theo dõi kênh của em thì biết khá rõ về cái khu đô thị này rồi. Nhưng mà bây giờ thì em cũng có nói lại cho quý cô chú anh chị mà chưa có xem qua kênh của em để biết rõ hơn về khu đô thị An Bình Tân. Khu đô thị An Bình Tân là một trong những cái khu đô thị rất là đáng sống nha quý cô chú anh chị. Với tổng diện tích là gần 72 hectare, diện tích khá là lớn. Thì gồm có nhà phố liền kề, biệt thự. Biệt thự là khu ở phía trên chỗ vòng xoay kia và phía bên đường 22 đã có hiện hữu rồi, những căn biệt thự khá là đẹp. Nhà ở đây thì thiết kế, thì nhà phố thì thiết kế là 1 trệt 2 lầu 1 tum, có căn là 3 lầu, xây cũng khá là đẹp. Phía trước kia là con đường T5, con đường đó thì hình như là dân cư hiện hữu là đông nhất ở khu đô thị này nha quý cô chú anh chị. khu đô thị này có tiện ích nội khu á, là gồm có công viên nè, trung tâm y tế nè, trường học các cấp, chung cư, hạng mục chung cư như lúc nãy em có nói thì chung cư và các hạng mục khác như là y tế hay là trường học thì cũng đang triển khai dần dần. Hiện hữu thì có trường mầm non, công viên, và đây cũng có hồ bơi nha quý cô chú anh chị, hồ bơi, trung tâm thể thao. Nói chung là các hạng mục đang trong quá trình triển khai và xây dựng. Còn tiện ích đó, nội khu ở đây á, thì quá trời tiện ích luôn. Trong bán kính hơn 2 km thì có đầy đủ tiện ích dân sinh luôn. Là Ủy ban Nhân dân phường Phước Long này, chợ này, trường học các cấp này, cảng này, bệnh viện này, vân vân. Bệnh viện thì có rất là nhiều cái bệnh viện lớn ở đây và thuộc đẳng cấp quốc tế luôn. Đó là bệnh viện Vinmec Tâm Trí. Cái bệnh viện mà lâu nhất ở Nha Trang đây là bệnh viện đa khoa tỉnh Nha Trang. Gần đây thì có cảng Hoàng Rớ, một trong những cái cảng lớn nhất ở Nha Trang. Ở khu vực đó thì mình có thể ghé mua hải sản tươi sống, giá rất là tốt và sản phẩm rất là tươi ngon. Từ đây mình di chuyển đi ra phía cầu Bình Tân thì đâu đó thì chưa tới 1 km hướng này. Phía trước này là con đường 28 nha quý chú anh chị, hoặc là gọi là con đường Võ Văn Kiệt, kết nối giao thông từ phía nút giao thông Ngọc Hội đi qua cầu Bình Tân. Phía bên kia thì nó đã làm xong rồi, có 3 làn đường rất là lớn, rất là đẹp ở phía bên kia. Còn bên này thì họ đang giải phóng mặt bằng, đang làm chưa xong. Các cái khu đô thị lân cận ở đây thì phía bên này là khu VCN Phước Long, còn phía ngoài kia là khu đô thị Hà Quang 1, xa hơn nữa là khu đô thị Hà Quang 2. Đi di chuyển đi lên phía sông Quán Trương là có khu đô thị Mỹ Gia. Tất cả các cái khu đô thị ở đây thì nó có cái ưu nhược điểm riêng, nhưng mà tất cả đều là khá là đáng sống. Nhưng mà đặc biệt ở khu đô thị An Bình Tân này là đáng sống hơn cả. Ở đây thì khí hậu rất là trong lành mát mẻ, an ninh chặt chẽ, rất là phù hợp để cho các cô chú hoặc là anh chị sở hữu để dưỡng da. Với cái giá 37 triệu này thì rất là tốt để cho quý cô chú anh chị mua đầu tư hoặc là xây nhà ở đây. Trong tương lai thì các cái khu vực xung quanh đây thì hoàn thiện, thì ở mặt tiền này thì mình kinh doanh rất là ok luôn. Nếu mà quý cô chú anh chị từng theo dõi kênh của em thì phía bên này thì cũng biết rồi. Bên này thì lúc trước gia chủ đang cần tiền bán với cái lô bên này là 35,5 triệu rưỡi. Đó là giá siêu tốt luôn. Còn cái giá này cũng 37 triệu so với khu vực này cũng rất là tốt. Tại vì xung quanh khu vực này là giá tầm 40 trên 40 rồi. Rất là tổng quan cái lô đất dài ra phía sau tới cái nhà kia nhân quý cô chú anh chị. Bên cạnh những cái ưu điểm tuyệt vời thì cái lô đất này nó cũng có một cái nhược điểm, đó là nó dính một nửa tủ điện nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà khoảng cách nó cách với cái mặt lô đất của mình phía trước thì cũng khá xa, nên với lại là điện thì được các anh kỹ thuật thì thường xuyên kiểm tra nên là tương đối là an toàn. Được điện ngầm nữa nha quý cô chú anh chị. Tổng quan xung quanh đây. Từ đây mình di chuyển đi xuống biển, phía dưới quảng trường 2 tháng 4 là chỉ hơn 2 km thôi nha quý cô chú chị. Từ đây mình di chuyển lên đường quốc lộ 1A thì đâu đó thì tầm 8 km. Di chuyển xuống ga Nha Trang thì hơn 5 phút đi xe máy. Và ngoài ra thì có rất là nhiều tiện ích xung quanh nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Tổng quan xung quanh. Như xuất phát lúc nãy em xuất phát từ phía bên đài truyền hình KTV. Từ cái đường này mình di chuyển đi lên sông Quán Trương thì đâu đó thì hơn 200 m. Mình di chuyển đi lên đường B2 chỗ này, di chuyển lên vòng xoay là đi lên phía trên vành đai 2. Phía đó là có sông Quán Trương. Khu vực thì mình có thể đi thể dục. Quá là tuyệt. Dạ vâng, em xin nhắc lại thông tin cái lô đất này với tổng diện tích là 100 m², ngang 5 m, dài 20, hướng Đông Bắc. Giá thì chỉ 37 triệu thôi. Giá 37 triệu 1 m². Nếu mà quý cô chú anh chị thấy phù hợp với cái nhu cầu mua để đầu tư hoặc là xây nhà ở tại vị trí này thì hãy inbox cho em liền với số điện thoại là 0356 004 325 nhé. Giá rất tốt thì em nghĩ là sẽ bán nhanh thôi. Như cái lô bên cạnh lúc trước là 35,5 thì bán rất là nhanh luôn. Và ngoài ra nếu mà quý cô chú anh chị thấy lô đất này chưa phù hợp hoặc là muốn sở hữu một căn nhà ở thành phố biển Nha Trang để đầu tư hoặc là ở thì hãy alo cho em theo nhu cầu thì em sẽ tìm cho quý cô chú anh chị ạ. Dạ vâng, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.